Vâng, xin chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn là một cái bãi đổ cũ nằm tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản. Hôm nay là một ngày Chủ nhật thì mình cũng sáng sớm xuống đây để xả hàng của ngày hôm qua đi làm về, tranh thủ quay cho cô chú bạn những dòng sản phẩm và những quang cảnh tấp nập nhộn nhịp vào buổi sáng Chủ nhật hàng tuần tại bãi đổ cũ tại thành phố cảng Yokohama. Anh chị em có thể quan sát là hàng bãi tại Nhật thì rất là đa dạng và phong phú. Thượng vàng hạ cá mạnh, từ các món đồ 1-2 ngàn đến món đồ 1-2 triệu đến món đồ một vài trăm triệu. Đều có tất cả được tập kết với cái bãi này, sau đó thì về Campuchia, sau đó đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước về Tam Giác Vàng, Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan. Rất là nhiều các dòng sản phẩm anh em có thể quan sát là từ máy in, máy chụp ảnh, thì nồi niêu, xoong chảo, nồi cơm điện, loa, bàn là, âm ly, đồ âm thanh, đồ gia dụng trong gia đình. Rất là nhiều các dòng sản phẩm. Thì ở cái bãi này cứ khoảng một tuần thì lại đóng một container về Campuchia. Đấy, thì anh em mình hàng tuần vẫn lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ, thì đa số chủ yếu là hàng lấy lại cho các bãi này, xuống đây là xả hàng. Thì bên cạnh đó rất nhiều món đồ hàng tuyển và hàng đẹp chất lượng thì mình hay chào bán về Việt Nam cho cô chú bạn. Thì thường thường những cái dòng loa mà hàng chất lượng còn nguyên tại Nhật Bản, người ta bán tại siêu thị một cái hàng tem màu hồng ấy, thì đa số là bãi không thể gom thu được nhé, tại vì giá của nó rất là ngược. Đa số là mình quay những tem ở Việt Nam, đa số là quay cho anh chị em những cái dòng cao cấp mà dòng chưa đụng chạm, chưa qua sửa chữa mà vẫn còn nguyên zin tại Nhật Bản. Anh chị em có thể thấy cái bãi này rất là sầm uất, tấp nập hàng ngày, người ra người vào. Bây giờ anh em mình cùng di chuyển ra cái xe nhá. Thì sáng nay vừa mình đẩy hàng, mình xả hàng bãi xuống xong hết rồi. Thì đây là có những món đồ hàng tuyển, thì mình tiếp tục quay và báo giá về tận Việt Nam để cho cô chú bạn có thể tham khảo và lựa chọn mua sắm trực tiếp từ bên Nhật Bản này về. Bây giờ mua sắm từ Nhật Bản này, từ nước ngoài về rất là dễ thôi. Anh chị em xem được cái video này thì hãy bấm like để cùng cảm ơn YouTube kết nối giữa mọi người với nhau. Anh chị em ở Việt Nam có thể xem cận cảnh chi tiết những món hàng tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản. Anh chị em có thể quan sát, đây là rất là nhiều có dòng loa tuyển cao cấp, nồi cơm điện. Đấy, thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho cô chú bạn những dòng sản phẩm VIP tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ Nhật Bản. Vừa nãy là mình xuống hàng bãi nhé, còn đây là những hàng này hàng tuyển. Thì bây giờ mình nhân tiện đây thì quay cho cô chú bạn ở ngoài ánh sáng, âm thanh nó đầy đủ thì quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về tận Việt Nam. Đấy, thì trước mắt của chúng bạn đây là một con Daitong DS800ZX, con hàng tuyển tại các trung tâm thương mại đồ cũ Nhật Bản. Anh chị em quan sát đấy, nguyên sáng bóng này, sáng bóng thậm chí còn bụi còn chưa bám vào nữa nhé. Đấy, mình quay cận cảnh chi tiết. Con này nó sở hữu 3 đường tiếng trục thẳng hàng. Đấy, bát thì 30, 3 đường tiếng, một trung một chép, được thiết kế thẳng hàng. Con này thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, gia đình cực kỳ chất lượng luôn. Bát 30 đập vô cùng uy lực và mạnh mẽ. Anh em quan sát này, còn hàng tuyển, hàng chưa chạm vít nhé. Bát thì 30, tròn vành rõ chữ, hàng chưa chạm vít. Giá con này về tận Việt Nam là 17 triệu tiền Việt Nam, hàng biển nhé. Gân cực kỳ mềm mại. Đấy. 17 triệu tiền Việt Nam là bao ship tận sân, hàng biển. Con này là một trong những con loa mà rất là nặng, nên là anh chị em cố gắng đi đường biển khoảng 3 tháng thì anh chị em sẽ nhận được hàng. Cố gắng đi biển cho giá thành nó hạ xuống, mình sẽ đóng gói cẩn thận để cho cô chú bạn về tận Việt Nam. Đây, anh em quan sát thông số kỹ thuật của nó nhé. Daitong 800ZX, công suất thì full 150W một thùng. Đấy. Số seri là 757 đuôi. Kế tiếp thì xem bên đây cô chú bạn cũng có thể quan sát số seri để khi nhận hàng được thuận tiện. Cái đây là 736, 14736 đuôi. Daitong 800ZX. 150W một thùng full. Anh em quan sát trước sau đều chưa có tí vết nào chị em nhé. Hàng nguyên bản tại các trung tâm thương mại đồ cũ Nhật Bản. Giá biển về tận Việt Nam, giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau, 17 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Hàng biển thì sẽ về cảng Sài Gòn nhé, về cảng Sài Gòn, sau đó đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
anh chị em là ở phía trong miền Tây, miền Nam thì có thể con này về cảng hay cảng Sài Gòn sau đó nhận hàng rất là thuận tiện. Tuy nhiên dù có về cảng Sài Gòn nhưng mà anh chị em ở tận khu vực phía Bắc, Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai vẫn có thể inbox trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Kế tiếp và liên tục chương trình thì mình quay tiếp cho cô chú bạn những dòng sản phẩm như trước mắt cô chú bạn, đây là một cặp loa 301 AV monitor. Cũng hàng tuyển tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản, hàng chưa qua sửa chữa anh chị em nhé. Nhật Bản thì nó bán hàng uy tín hàng trăm năm nay rồi, tại vì là nhiều khi người ta làm ra mà những cái đồ hư đồ xấu đa số người ta thanh lý xuống dưới bãi, còn những hàng tuyển thì người ta vẫn dọn lau xịt bụi qua sau đó là người ta bán tại các trung tâm thương mại cho người Nhật dùng luôn. Thì hôm nay thì mình gặp được một hôm qua mình gặp được con này thì sáng nay xuống đây cũng nhân tiện quay cho cô chú bạn anh em quan sát kỹ. Đây là một con hàng cực kỳ chất lượng luôn, lưới của nó thì màu cà phê anh chị em nhé, cái lưới của nó thì màu cà phê, màu nâu cà phê. Mình sẽ cố gắng quay chi tiết cận cảnh sau đó báo giá về tận Việt Nam cho anh chị em một cặp loa này và một con âm ly và một cặp loa trợ lời. Anh chị em nào mà chưa có bộ hát karaoke gia đình thì đây là một lựa chọn không thể bỏ qua. Tuy nhiên cả một bộ này thì mình vẫn báo giá lẻ từng sản phẩm một để cho các bạn tiện theo dõi và mua sắm. Anh chị em nào hữu duyên xem được cái video này sớm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết nhé. Đấy, mặt lưới thì màu cà phê, màu nâu cà phê. Mình cố gắng là mở ra xong để sát vào nhau để mình quay cận cảnh chi tiết. Giá cặp loa này về tận Việt Nam nhé, giao hàng tận sân là 16 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân. 16 triệu là bao ship tận sân. Đấy, bây giờ mình quay, hàng này là hàng đi bay nhé, giá 16 triệu là giá đi bay. Khoảng 15-17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Đấy, bây giờ mình để hai cái gần nhau cho cô chú bạn cùng quan sát này. Đấy. Đấy, số đằng sau của nó này, anh em quan sát con này là sản xuất tại đây là 301 AV monitor về nghe nhạc vừa kiếm âm, made in Canada, sản xuất tại Canada. Sở hữu số series thì bây giờ mình quay cho cô chú bạn, đây là bên vế trái nhá. Vế trái viết tắt một chữ F. Còn chiếc này là chiếc phải bright. Phải trái đầy đủ. Kế tiếp là số series, con này cũng sản xuất Canada đây nhá. Số series để anh em nhận hàng thì anh em quan sát này, đuôi là 117BC. Và trên đây là 117AC, con này trùng series chị em nhé. Những con hàng trùng series thì vô cùng hiếm luôn. Cặp này về tận Việt Nam là 16 triệu từ Việt Nam, hàng bay 15-17 ngày thì sẽ nhận được hàng. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Kế tiếp và liên tục chương trình mà anh em nào chưa có âm ly thì mình mách cho anh em, đây là một chiếc âm ly đàn ông 1500R 2 la mã hay còn gọi là R mắc đôi. Chiếc âm ly thì rất thích hợp cho cặp loa của Mỹ, Bass 30, 40 đều ok. Tất cả là hàng chưa tì vết, hàng nguyên bọc ni lông thứ bóng tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Anh chị em nào chưa có âm ly thì đây là một bộ loa để sắm vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Con này thì sở hữu số series, mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết cho chị em nhé. Đây, đèn ông 1500R 2 la mã, 250W, điện 100V. Số series là 0281 ở đuôi, sản xuất tại Nhật Bản. Hàng nguyên zin chưa mở máy. Nguyên bảo hành của Nhật về cắm điện phát an liền. Điện 100 anh chị em nhé, 100 hoặc 110 cũng được. Chiếc âm ly này về tận Việt Nam là 12.900.000 đồng, 12.900.000 là bao ship tận sân. Kế tiếp và liên tục chương trình quay tiếp cho cô chú bạn một cặp loa trợ lời trong các dàn karaoke, hoặc anh em có thể kết nối loa này tại các quán cà phê sân vườn. 5-7 mét, chục mét một chiếc loa này thì rất là phù hợp nghe những dòng nhạc không lời cổ điển,
hoặc loa trợ lời, mà cái dòng này nó mang lại giá trung vô cùng tuyệt vời luôn. Người ta thiết kế để mang lại giá trung nhiều nhất mà. Con này thì sản xuất để mua em 100G speaker trợ tiếng. Để sản xuất tại Mỹ nhá, made in USA. Công suất thì 100W một thùng, nhỏ nhưng mà có võ. 100W một thùng là full max anh chị em nhá, 100W một thùng. Đây anh chị em quan sát này. Đấy, 100W, 10 100W một thùng full. Sản xuất tại Mỹ. Giá cặp loa này về tận Việt Nam là 3.900.000 đồng, bao ship tận sân, hàng đi bay 2 tuần sẽ nhận được hàng. Anh chị em nào đã mua hàng trên kênh Loa Hay TV thì có thể thoải mái chuyển bao nhiêu tiền cũng được. Còn anh chị em nào lần đầu tiên mua hàng trên kênh Loa Hay TV thì có thể đặt cọc 30%. Ví dụ 10 triệu có thể đặt cọc 3 triệu tiền hàng, nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình thì trước mắt của chúng bạn là một con loa Hackman Kandem Bluetooth. Một trong những dòng loa hay nhất và bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản trong cái tầm tiền của nó nhé. Con này là con bán trong tiệm đồ cũ nhưng mà hàng chưa sử dụng anh chị em nhé, hàng chưa ghim điện. Con này thì có tính năng sạc pin, có thể xách ra ngoài tập thể dục thể thao. Pin của nó sử dụng từ 2 tiếng đến 4 tiếng tùy theo âm lượng. Con này là con chưa sử dụng anh chị em nhé. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết. Giá về Việt Nam con này là 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Những cái mẫu loa này không bán trên thị trường, và đây là những cái mẫu loa của hãng điện thoại, người ta đặt hàng sau đó thì được tặng cho những khách hàng thôi, còn thương mại hóa trên thị trường thì không có anh chị em nhé. Thì đa số người ta được tặng, người ta không dùng đến, thì may ra gặp những cái cặp chưa sử dụng, gặp những con chưa sử dụng. Con này thì tổng công suất là 60W, sở hữu 2 bát, 2 chép và 1 trung, và 1 bát, 2 trung và 1 cộng hướng trầm phía sau. Mà lại một âm bát vô cùng mạnh mẽ và uy lực. Hackman Kandem, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Vành của nó thì khoảng, đường kính của nó khoảng 30cm, có thể xách ra ngoài đi du lịch dã ngoại. Cắm điện thì 220 đến 110 đều được. Giá về tận Việt Nam là 3.500.000 đồng, bao ship tận sân. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú anh chị và các bạn. Kế tiếp và liên tục chương trình, mình quay cho các bạn hai size nồi cơm Tiger. Nồi cơm Tiger là một thương hiệu rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết. Con này là con trong tình trạng chưa sử dụng anh chị em nhé. Hàng chưa sử dụng là hàng mới. Hôm qua mình lấy tại siêu thị xong thì nhân cái clip này cũng quay bóc cho cô chú bạn cùng quan sát, đồng thời báo giá về tận Việt Nam để cô chú bạn lựa chọn. Trước đây thì đa số anh chị em ở Việt Nam mua đa số là hàng nồi bãi, Nhật Bản người ta đã qua sử dụng rất nhiều năm. Nhưng mà sang đây thì mình gặp những cái nồi mới mà giá của nó cũng rất là hợp lý thôi. Thì anh em có thể thay đổi cái nồi cơm nhà mình trong gia đình, vì cái này nó phục vụ mình hàng ngày hàng tuần mà. À, thì bây giờ mình bóc cho cô chú bạn xem, giấy tờ full đầy đủ, sở hữu một màu nâu cà phê vô cùng sang và sạch, rất sạch sẽ trong tất cả các không gian bếp nội thất. Đấy, màu nâu cà phê anh chị em nhé, siêu còn chưa bóc này, siêu chưa bóc vì là hàng khui hộp mà. Bây giờ mình qua cái thông số kỹ thuật của nó để anh em có thể quan sát lựa chọn. Giá nồi cơm này về tận Việt Nam là 5 triệu thì Việt Nam bao ship tận sân. 5 triệu là hàng đi bay, bao ship tận sân. Đây anh chị em quan sát, năm sản xuất 2023, made in Japan, người ta cố gắng Latin chữ lên để anh em dễ quan sát và nhận biết. Dung tích là 1 lít, có thể nấu 1kg gạo, dùng cho gia đình khoảng 3 đến 4 người sử dụng. Nồi này về tận Việt Nam là 5 triệu tiền Việt Nam nhé, bao ship tận sân. Và bao vỡ toàn cầu cho cô chú anh chị các bạn, nguyên thùng xốp có thể di chuyển toàn quốc được. Toàn cầu được, mà hàng rất là nhiều anh chị em sống tại Canada, Mỹ, Úc thì có nói là mình có gửi sang đấy được không. Thì rất xin lỗi cô chú anh bạn là mình chỉ ship Việt Nam nhé, chỉ ship Việt Nam ạ. Bên trong thì tiếp tục được tặng một chiếc môi chống dính và siêu cứng của hãng Tiger. Giá về 5 triệu bao ship tận sân nhé. Anh chị em quan tâm thì cứ chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo để giải quyết công việc mua bán được thuận lợi.
Thì kế tiếp đây cũng là một mẫu y chang nhé, nhưng mà size của nó lớn hơn. Đây là một mẫu Tiger nồi dung tích là 1.8 lít, dùng cho gia đình 5 đến 6 người sử dụng, thậm chí là có thêm một em bé nữa vẫn ok. Về dung tích của nó là 1.8 lít, 1.8 lít. Cũng trong tình trạng khui hộp, sở hữu màu nâu cà phê, giấy tờ đầy đủ, tặng luôn một mui chống dính. Màu nâu cà phê sáng loáng rất phù hợp với mọi không gian phòng bếp, sang và sạch. Siêu chưa bóc nha chị em nhé, nó dán rất là chặt nên là mình không thể dành tay bóc cho cô chú bạn, nhưng mà thôi, quay qua thôi. Đấy, cũng sản xuất năm 2023, dung tích 1.8 lít. Made in Japan, Latin hóa. Thì trước này về tận Việt Nam là 6 triệu bao ship tận sân nhé. Nồi Tiger, 6 triệu bao ship tận sân. Cái này nó dán rất chắc, nhưng bên trong thì có một cái nồi với một cái muỗng để lấy để lấy nước thôi. Thôi cái không bóc nữa anh chị ạ, để anh em về bóc cho sướng. Đấy, còn đây cũng một mui siêu chống dính của hãng. Nồi 1.8 lít là về Việt Nam là 6 triệu tiền Việt Nam. 1 lít thì về là 5 triệu tiền Việt Nam, bao ship tận sân. Cách mua hàng rất đơn giản, chuyển khoản tại Việt Nam 1 triệu nhận hàng thanh toán nốt. Đây là đối với anh em đã lần đầu tiên mua hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình hôm nay về được một siêu phẩm ống nhòm anh chị em nhé. Con này rất thích hợp cho anh chị em đi săn bắn hái lượm, có thể trong trang trại chủ vườn super sensing. Anh chị em quan sát con này có chế độ room nhé, đặc biệt con này chế độ room 15x40x50, nhìn cực xa, cực kỳ đại, cực đại luôn. Trước này anh em quan sát mặt trăng vào những đêm 16 thì cảm giác mặt trăng nó nằm ở trên ngọn tre luôn nhé. Con này nó có chế độ room nhá, nguyên nắp đầy đủ. Giá chiếc này về tận Việt Nam là 2.500.000 đồng, bao ship tận sân. Một trong những con room VIP Pro luôn. Đây là cái chế độ chỉnh nét nhé, anh em sang trái sang phải để lấy nét. Còn đặc biệt này, đây nó có chế độ gạt, đây là gạt room nhé, có thể zoom cận, zoom xa, zoom gần, rất thích hợp cho anh chị em nuôi trồng thủy hải sản, bảo vệ hoặc đi săn bắn hái lượm, đi du lịch ngắm gái thì quên anh chị em, cách 3 km thì vẫn nhìn thấy em mặc bikini màu hồng màu xanh. Giá về tận Việt Nam là 2.500.000 đồng, bao ship tận sân. Anh em mà xem sớm thì mua nhá, vì hôm nay có một chiếc thôi. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình quay cho các chúng bạn tiếp tục về được một cây đàn Yamaha 300D trong tình trạng đẹp xuất sắc. Con này thì kèm theo hộp nhá, hộp của nó là hộp cứng luôn, anh em mang đi biểu diễn vất lăn lóc trên ô tô vô cùng thoải mái luôn, vất được cốp xe rất là thoải mái luôn, vì nó là hộp dạng cứng mà, dạng cứng thì chuyên đi biểu diễn. Anh chị em quan sát đây là một cây đàn Yamaha GF300D Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản bằng gỗ tự nhiên. Riêng những cây đàn cao cấp của Nhật Bản thì đa số làm gỗ tự nhiên nhé, chứ không phải gỗ ép. Mình mang lại âm thanh vô cùng mộc mạc và trong sáng. Anh em thấy Yamaha này, khóa phím được rôm vàng ươm, cảm giác như mới tinh luôn, cảm giác như chưa sử dụng anh chị em nhé. Đấy, con này về tận Việt Nam là 6.500.000 đồng, 6.500.000 đồng, bao ship tận sân. Cái này là cái vân gỗ nhé, không phải chày xước ạ. 6.500.000 đồng, bao ship tận sân, chắc sử dụng một vài lần anh chị em nhé. Đặc biệt là cái hộp của nó bên trong nhung nỉ này, có thể vận chuyển vô cùng thoải mái luôn. Mình đóng gói cái này cũng rất là tiện, nhanh, về quấn thêm ni lông nữa xong. 6.500.000 đồng, anh chị em nào hữu duyên xem được sớm cái video này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. 6.500.000, bao ship tận sân. Clip ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.